Thông tin mới nhất về Quang Hải sau khi rời Pau FC sang Thụy Sĩ. Tiền vệ Quang Hải mới đây đã cập nhật tình hình sinh sống trong chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ, khiến người hâm mộ yên tâm trước thềm AFF Cup 2022. Theo đó, Quang Hải đang trong quá trình tập huấn cùng Pau FC tại Thụy Sĩ trong thời gian nghỉ ngơi để nhường chỗ cho World Cup 2022. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ tập riêng theo giáo án của huấn luyện viên trưởng Didier Tholo nhằm cải thiện những hạn chế để thích nghi với lối chơi của toàn đội. Trong thời gian không tập luyện, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam cũng đã tranh thủ đi du lịch tại Thụy Sĩ. Theo thông tin mới nhất, Quang Hải đã đăng tải bức ảnh anh đón Giáng sinh ở đất nước mới này. Ngoài ra, tiền vệ người Đông Anh cũng sắm cho mình chiếc áo đỏ rất phù hợp với không khí của lễ hội. Tiếp đó, Quang Hải một lần nữa đăng tải một bức ảnh của mình kèm dòng trạng thái tiếp tục. Chỉ cần nhìn vào địa điểm, có thể nhận ra đây không phải là bức ảnh mà Quang Hải mới chụp. Bức ảnh này là từ khi tân binh người Việt Nam vẫn cùng Pau FC thi đấu tại Pháp trong trận đấu gặp Bordeaux. Bên dưới bức ảnh, hàng loạt người hâm mộ đã để lại những lời chúc tốt đẹp cho Quang Hải. Điều đáng nói, ai trong chúng ta cũng đang mong chờ sự trở lại của tiền vệ người Đông Anh trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sắp tới. Anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này. Có thể thấy, Quang Hải vẫn đang vô cùng thoải mái và lạc quan với cuộc sống tại Pháp hay Thụy Sĩ. Trước đó, huấn luyện viên Didier Tholo cũng đã đồng ý để tiền vệ sinh năm 1997 cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Đó được xem là một quyết định khá sốc khi Pau FC thi đấu tại Ligue 2 khi thời gian diễn ra AFF Cup 2022 không trùng với hệ thống thi đấu của FIFA Days. Theo đó, Pau FC đã thi đấu ngày càng thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng trong thời gian qua trước khi có chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ. Cũng theo thông tin từ Ligue 2, đội bóng miền Nam nước Pháp cũng là một trong ba đội bóng không đá giao hữu trong quãng nghỉ khá dài này. Đối với cá nhân Quang Hải, anh sẽ tập luyện cùng với Pau FC và quay trở lại Việt Nam sớm nhất vào ngày 15 tháng 12 để hội quân cùng với thầy trò ông Park Hang-seo. Trong thời gian tham dự AFF Cup 2022, tiền vệ người Đông Anh sẽ vắng mặt 4 trận đấu cùng Pau FC. Quang Hải sẽ bỏ lỡ cơ hội đối đầu với cầu thủ từng ghi bàn ở World Cup 2022 khi về tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 sau khi kết thúc đợt tập huấn cùng với Pau FC ở Thụy Sĩ. Cầu thủ gốc Hà Nội sẽ tập trung cùng các đồng đội từ ngày 18 tháng 12 và chỉ có 3 ngày trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh. Với việc về tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ ít nhất 5 trận đấu cùng với Pau FC, trong đó có 4 trận đấu ở Ligue 2 và 1 trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp. Trong đó, trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp sẽ là nơi Pau FC đối đầu với đại diện Ligue 1 là Montpellier. Trong đội hình của Montpellier hiện tại, có 2 cầu thủ tham dự World Cup 2022 là tiền đạo Wasabi Kazi của Tosnia và thủ môn Jonas Olim của đội tuyển Thụy Sĩ. Nếu như Jonas Olim là thủ môn dự bị của tuyển Thụy Sĩ, thì Wabi Kazi là tiền đạo quan trọng của Tosnia. Cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đại diện châu Phi đánh bại đương kim vô địch Pháp với tỷ số 1-0 ở vòng bảng. Trong trường hợp của đội tuyển Việt Nam khi vào đến chung kết AFF Cup 2022, Quang Hải nhiều khả năng sẽ chỉ trở lại Pau FC để thi đấu từ cuộc đọ sức với Annecy vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Ở thời gian trước kỳ nghỉ World Cup 2022, Quang Hải không được ra sân quá nhiều ở Pau FC, nhưng anh vẫn luôn được đăng ký thi đấu trong tất cả các trận đấu của đội bóng này. Về cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ qua cơ hội chạm trán với Wabi Kazi, ngôi sao ghi bàn cho đội tuyển Tosnia tại World Cup 2022. Theo kế hoạch, Quang Hải sẽ trở về nước cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 sau khi hoàn thành chuyến tập huấn cùng với Pau FC tại Thụy Sĩ. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ bắt đầu hội quân cùng với thầy trò ông Park Hang-seo vào ngày 15 tháng 12, tức là 5 ngày trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh. Cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ vắng mặt ít nhất 5 trận đấu cùng với Pau FC, trong đó có 4 trận ở Ligue 2 và 1 trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp. Đặc biệt là trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp, Pau FC sẽ chạm trán với đại diện của Ligue 1 là Montpellier. Trong đội hình của Montpellier lúc này đang sở hữu 2 cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022 là tiền đạo Wabi Kazi của đội tuyển Tosnia và thủ môn Jonas Olim của đội tuyển Thụy Sĩ. Nếu Jonas Olim là thủ môn dự bị của đội tuyển Thụy Sĩ thì Wabi Kazi là chân sút chủ lực của đội tuyển Tosnia. Anh đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khi Tosnia giành chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Pháp tại vòng bảng. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào đến chung kết AFF Cup 2022, Quang Hải nhiều khả năng sẽ chỉ trở lại Pau FC để thi đấu từ cuộc đọ sức với Annecy vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Như vậy, ở trận đấu gặp Montpellier vào ngày 8 tháng 1 2023, gần như chắc chắn Quang Hải sẽ không thể góp mặt. Riêng với cá nhân Quang Hải, đây cũng là một điều tiếc nuối. Từ đầu mùa giải tới giờ, Montpellier rõ ràng là đối thủ đẳng cấp nhất mà Pau FC từng phải đối đầu. Trước đối thủ là Montpellier, rất khó để Quang Hải và các đồng đội có thể giành quyền đi xa và khó có cơ hội
để gặp các đội bóng thi đấu tại Ligue 1. Kể từ khi gia nhập POFC, Quang Hải có màn trình diễn không mấy ấn tượng. Dấu ấn rõ nét nhất của anh là bàn thắng ở trận đấu gặp Rhodes FC trước đó. Thậm chí, tân binh người Việt Nam mới đây còn được xếp vào nhóm chân sút tệ nhất của POFC. Trong chuỗi trận thăng hoa của POFC vừa qua, Quang Hải không có nhiều cơ hội để thể hiện. Quang Hải vẫn đang nỗ lực hòa nhập với POFC, nhưng tiền vệ sinh năm 1997 cần bứt phá hơn để chứng tỏ năng lực ở POFC. Theo đó, Lichter đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2022. Quang Hải đang có chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ ở trong kỳ nghỉ này. Đáng chú ý, huấn luyện viên Didier Thuolo trước đó đã đồng ý cho phép Quang Hải về tham dự AFF Cup 2022. Tuy vậy, nếu trở về, Quang Hải cũng sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu quan trọng với POFC. Lúc này, POFC đã đi được một nửa chặng đường ở mùa giải 2022-2023. Đồng thời, POFC cũng đang thi đấu ngày càng ổn định và thăng hoa. Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò ông Didier Thuolo xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng của Lichter sau 15 vòng đấu. Dẫu vậy, Quang Hải chưa đóng góp nhiều vào chuỗi trận thi đấu ấn tượng của đội chủ sân Nuskam. Có một điều có thể dễ dàng nhận thấy, đó chính là việc Quang Hải dường như chưa thực sự hòa nhập với cách chơi của POFC. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1997 được xếp vào nhóm chân sút tệ nhất của POFC. Trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua của đội bóng miền Nam nước Pháp, tân binh người Việt Nam không có cơ hội để thể hiện. Mới đây, huấn luyện viên người Trung Quốc Li Xiaopeng đã đưa ra những đánh giá về tương lai của Quang Hải. Ông cho biết việc POFC đồng ý để Quang Hải tham dự AFF Cup 2022 là một quyết định hợp lý. Điều này sẽ giúp cho cậu ấy giải tỏa áp lực tại POFC trong thời gian vừa qua. Hơn nữa, trong chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ với những giáo án riêng của huấn luyện viên trưởng POFC, chắc chắn thể lực của Quang Hải sẽ được cải thiện. Đồng thời, ở AFF Cup 2022 tới đây, anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, lấy lại vị thế, tìm lại phong độ của chính mình để rồi trở lại với POFC. Ông Li Xiaopeng chia sẻ thêm. Trở lại với đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park Hang-seo mới đây đã đánh bại Borussia Dortmund 2-1 trong trận giao hữu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 30 tháng 11. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12 trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh. Tiền vệ Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2022. Giải đấu này cũng là cơ hội để anh trở lại đội hình chính thức tại POFC trong tương lai. Theo thông tin trước đó, câu lạc bộ POFC đã đồng ý để tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, tiền vệ này sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu quan trọng sắp tới cùng với đội chủ sân Nuskam. Đặc biệt là trận đấu với câu lạc bộ đang thi đấu ở Ligue 1 là Montpellier ở vòng 1-3-2 cúp quốc gia Pháp. Thời điểm hiện tại, Quang Hải đang trong thời gian tập luyện thể lực cùng với huấn luyện viên cá nhân tại Thụy Sĩ theo giáo án riêng của ông Didier Thuolo sau khi toàn bộ giải đấu tại châu Âu ngừng thi đấu để nhường sân chơi cho các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022. Chuyến tập huấn sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần. Gần đây, vị thế của Quang Hải tại POFC đang là chủ đề được khán giả quan tâm. Theo thông tin từ giới truyền thông, cầu thủ sinh năm 1997 mới đây nằm trong nhóm chân sút tệ nhất của POFC. Trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua của đội bóng miền Nam nước Pháp, tiền vệ sinh năm 1997 không có cơ hội để trổ tài. Kể từ khi Quang Hải đầu quân cho POFC, Quang Hải thi đấu không mấy ấn tượng. Dấu ấn rõ nét nhất của anh là bàn thắng ở trận đấu gặp Rhodes FC trước đó. Do đó, những giáo án riêng của ông Didier Thuolo, tiền vệ người Đông Anh, chắc chắn sẽ được cải thiện về thể lực và tìm được lối chơi phù hợp ở đội bóng mới trong thời gian tới. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ và xa hơn nữa là tương lai của Quang Hải. Chuyên gia Gabriel Tan cho rằng tân binh người Việt Nam cần có những bước đột phá mới để có thể một lần nữa được huấn luyện viên trưởng Didier Thuolo trao cơ hội ở phần còn lại của mùa giải. Ở AFF Cup 2022, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Đồng thời, giải đấu này là cơ hội để cậu ấy vực dậy sự nghiệp, cũng là sự khẳng định năng lực của anh ấy tại POFC. Mục tiêu của anh là cạnh tranh một suất ra sân tại POFC trong thời gian tới, chuyên gia Gabriel Ten chia sẻ. Được biết, Quang Hải sẽ trở về nước hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 15 tháng 12 để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại đây đến chiều ngày 10 tháng 12, sau đó trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 14 tháng 12. Đây cũng là bài test cuối cùng để đội tuyển Việt Nam chốt danh sách cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 trước khi khuôn khổ lượt trận mở màn khởi tranh.